Chị Mai hơn em 1 tuổi mà em thấy là trẻ hơn em cả 10 tuổi. Phải cảm ơn chị. Dạ, thì bây giờ chị Mai làm sao làm mà cho em nhìn chung là trẻ mà đẹp như chị Mai thì em. Chào chị Lụ, em chào bác sĩ ạ. Sau khi mình điều trị thì chị thấy cái hiệu quả như thế nào ạ? Chị thấy da của chị nó căng bóng và nó mềm mịn. Trước kia là da của chị là nó bị khô và nó bị sừng cái tế bào chết lên đó. Nên là nhìn nó rất là khó chịu. Dạ. Xà vào nó cứ rắp rắp. Dạ. Thì dạ bác sĩ ơi, thì cho chị bác sĩ có thể chia sẻ giúp em là cái liệu trình cũng như là cái tình trạng da của chị Lụ trước đây được không ạ? À, trước khi mà chị Lụ làm tới đó thì bác sĩ có thăm khám thì mình thấy là da chị nó khá là khô. Yeah. Khô về mặt da, có lớp nhăn li ti li ti vùng xung quanh mắt. Yeah. Và mình thấy là trên cái bề mặt cái da nó khá là mỏng. Yeah. Thì sau đó thì chị đã thực hiện cái việc đó là mình sử dụng cái phương pháp Super Nano Collagen. Thì hiện tại thì mình thấy là da thế mịn màng hơn, căng hơn. Yeah. Bớt được các cái nếp nhăn li ti ti vùng xung quanh mắt. Yeah. Và thấy nó có cái độ căng bóng mịn màng. Hôm nay thì có cái độ ẩm trên da nó tốt hơn. Khi mà mình thấy có các nếp nhăn li ti ti vùng trên da, thấy da mình khô thì có nghĩa là mình đang bắt đầu có cái dấu hiệu lão hóa da rồi. Thì đó là cái lúc mình cần phải thực hiện các cái phương pháp để làm trẻ hóa da. Để mình làm cho da mình chống lại cái sự lão hóa đó, thì trong đó cái Super Nano Collagen là cái phương pháp rất là tốt. Nó bổ sung hơn 60 các cái loại dưỡng chất gồm hyaluronic acid, amino acid và các cái loại vitamin dưỡng chất để làm tái tạo lại cái da của mình, giúp cho mình có được cái làn da trẻ trung và khỏe mạnh. Dạ, để có một làn da căng bóng, mềm mịn cũng như là xe khít lỗ chân lông như chị Lụa, mọi người hãy liên hệ trực tiếp vào số hotline 1800 6617 hoặc nhắn tin trực tiếp cho BB Thanh Mai để được hỗ trợ tư vấn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp cả nhà vào buổi livestream tiếp theo nhé.